Dạ, một em Senko dòng Cielo nha mấy bác. Đẹp long lanh như mới. Từ đó giờ em chưa thấy con nào. Giờ em không có làm màn hộp, em làm màn vải thôi. Thành thử là chưa thấy con nào mà nó đẹp như con này. Thật sự mà nói chắc thiếu hộp thôi quá. Dạ, vàng ché, đắt xoay tốt. Dạ, hai kim. Ngay cả nước sơn, nước si thì không nói ha. Nước si vàng khè là ha. À, rắc xoay ha, nước, ngay cả nước sơn cũng vậy. Dạ mấy bác coi nước sơn, nó hồi em chụp hình chi tiết quay không biết có thấy được rõ không. Dạ, chỉ có bên đây là có hơi gam một xíu thôi. Chút xíu em chùi lại đây chút xíu nữa. Dạ. Chạy hai cục pin tiểu ha, cục cho máy với cục cho lắc. Riêng cái bo lắc không làm cũng đẹp nữa. Nó có cục 500 gì đó đó. Dạ, máy Nhật ha mấy bác ha. Ok, em cảm ơn mấy bác.